Trong 40 ngày qua, Macau không tiếp nhận được trường hợp nào nhiễm COVID-19 mới. Nhưng ngày 15 tháng 3, Macau đã ghi nhận thêm một trường hợp nhiễm virus corona mới của COVID-19, đánh dấu trường hợp thứ 11. Trường hợp nhiễm virus được chẩn đoán ở một phụ nữ công dân 26 tuổi Hàn Quốc. Chỉ sau 2 ngày, ngày hôm nay ngày 17 tháng 3, thêm một trường hợp mới là người nhập cư vào Macau, là bệnh nhân nam 47 tuổi, người Tây Ban Nha, làm kinh doanh tại Macau. Ông đáp chuyến bay SU-2501 từ Tây Ban Nha đến Moscow, sau đó chuyển qua SU-204 bay từ Moscow đến Bắc Kinh và từ Bắc Kinh đến Macau vào ngày 16 tháng 3 trên chuyến bay MX-001 đến sân bay Macau vào 8 giờ tối cùng ngày. Tại sân bay Macau, ông đã được phòng kiểm soát sức khỏe tìm thấy dấu hiệu sốt, mặc dù không có sự khó chịu nào khác. Chỉ có 7 hành khách trên chuyến bay NX001 từ Bắc Kinh đến Macau. Và hiện tại các nhà chức trách và Bộ Y tế đang rà soát và kiểm tra 7 hành khách đi cùng và sẽ sớm tìm ra 7 hành khách đi cùng cũng như các mối liên quan khác có thể khoanh vùng. Theo thống kê, tính đến 11 giờ sáng ngày hôm nay ngày 17 tháng 3 thì trên toàn thế giới con số người nhiễm khủng khiếp. 181.857 người bị mắc COVID-19. 7.145 người đã chết. Và trong đó 156 quốc gia và vùng lãnh thổ có người bị nhiễm. Trung Quốc, số người nhiễm bệnh là cao nhất, 81.049 người. Ý xếp thứ 2, 27.890 người. Iran xếp thứ 3, 14.991 người. Và một số các nước và vùng lãnh thổ khác. Thật sự không thể chủ quan được nữa. Mọi người hãy bảo vệ chính mình bằng cách ít ra ngoài khi không có việc quan trọng và cần thiết nhé. Nhớ đeo khẩu trang và giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, tránh tập trung đông người. Chúc mọi người may mắn. Hãy đăng ký và nhấn chuông để được cập nhật sớm nhất những tin tức tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.